Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi phát triển nhanh hơn các loại thiết bị quân sự tiên tiến mới để giúp xây dựng một quân đội hùng mạnh, trong khi Trung Quốc đang xúc tiến kế hoạch hiện đại hóa đầy tham vọng khiến các nước trong khu vực lo lắng. Phát biểu tại một hội nghị kéo dài 2 ngày của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ông Tập nói rằng cải cách quân sự cần được hướng dẫn bởi mục tiêu xây dựng một quân đội hùng mạnh, Tân Hoa Xã cho biết vào cuối ngày thứ Năm. Ông Tập phát biểu, vũ khí tiên tiến là hiện thân của một quân đội hiện đại và là sự hỗ trợ trọng yếu cho an ninh quốc gia. Những hệ thống thiết bị hiện đang trong thời kỳ cơ hội chiến lược và đang ở thời điểm quan trọng để phát triển mau chóng. Ông Tập vẫn đang xúc tiến tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang 2,3 triệu binh lính của Trung Quốc, trong khi nước này phô bày sức mạnh trên những vùng biển tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Đông. Trung Quốc đã phát triển công nghệ chiến đấu cơ tàng hình, phi đạn chống vệ tinh, và hiện có một hàng không mẫu hạm đang hoạt động, trong khi chi tiêu quốc phòng hàng năm dự kiến sẽ tăng lên 131,3 tỷ đô la vào năm nay, một con số mà giới phân tích nói không đại diện cho chi tiêu quốc phòng thực sự của nước này.